tô ô tô viên pass sẽ tiện các bạn 3 là sốc trước hay gọi là cản trước, sử dụng cho Mazda CX-5 2018 đến 2020. Cản trước mọi người. Đây, bên này là nắp cái ốp phòng ốp viền. Cản trước bọc màu đen chưa sơn. Sử dụng cho Mazda CX-5 2018 đến 2020. Cung cấp bởi phụ tùng ô tô VinPass. Cản trước